Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Thì hôm nay mình nên giới thiệu cho các bạn một số máy bên mình còn, cũng rất là ít thôi, không còn nhiều nhé. Thì mọi người xem ưng con nào thì chủ động liên hệ bên mình để đặt hàng qua số điện thoại, nhắn tin qua Zalo hoặc nhắn tin qua fanpage để đặt hàng nhé. Thì tất cả thông tin mình đã để phần mô tả video rồi. Ok, thì đầu tiên nên giới thiệu cho các bạn một con Samsung S9 Plus. Samsung S9 Plus nhé, RAM 6 bộ nhớ 256. Con này thì máy bị phẩy một chút ở cái hôm này thôi, còn đôi máy là ok nhá. S9 Plus con này là 4,1 triệu nhá, RAM 6 bộ nhớ 256. Con này máy 2 SIM nhá, con này bản Hàn nên 2 SIM nhá. Ok, S9 Plus. Tiếp theo là Samsung Note 9. Samsung Note 9 bản Hàn, RAM 6 bộ nhớ 128, 5 triệu nhá. Hình thức được 98 thôi, 5 triệu Samsung Note 9. Oppo Reno 5, RAM 8 bộ nhớ 128, 5 triệu mốt nhé. Máy bao zin hình thức đẹp 99, Oppo Reno 5, 5 triệu mốt thôi, giá rất là rẻ nhá. Tiếp theo có con Redmi K30 4G. Redmi K30 4G RAM 6 bộ nhớ 128 nhé, 3 triệu 8, máy đẹp 99, 3 triệu 8 nhé. Redmi Note 10 Pro, còn máy còn nguyên hộp nhé, 5 triệu 2, RAM 8 bộ nhớ 128 nhé, RAM 8 bộ nhớ 128, còn nguyên hộp phụ kiện nhé, 5 triệu 2. Tiếp theo là con Oppo A15 2,4 triệu, RAM 3 bộ nhớ 32, máy bao zin hình thức thì được 98% nhé. Đằng sau là người ta dùng, người ta có ốp cho nên nó bị phẩy lông mèo lông chuột, có ốp nên kiểu cái bụi nó cọ vào đấy nhá. Đấy, 2,4 triệu. Redmi Note 9T 5G, RAM 6 bộ nhớ 256, 3,8 triệu nhá, 3,8 triệu, RAM 6 bộ nhớ 256, 3,8 triệu nhé. Redmi Note 9T 5G. Redmi Note 10S, Redmi Note 10S 4,5 triệu, RAM 8 bộ nhớ 128 nhé, 4,5 triệu. Redmi Note 10S nhé, máy đẹp 99. Samsung Note 9 bản Hàn, RAM 8, RAM 12 bộ nhớ 256 nhé. Samsung Note 10 bản Hàn, đọc lại cho mọi người, Samsung Note 10 bản Hàn, RAM 12 bộ nhớ 256, Note 15G đấy nhá. Đây, RAM 12 này, bộ nhớ 256 này, máy đẹp 98%, 6,1 triệu nhá, 6,1 triệu. Mi 11 Lite, RAM 8 bộ nhớ 128, 5,5 triệu, máy đẹp 99 nhá. Con này thì RAM nó được cộng thêm 3GB nữa nhá. Đấy, tức là phải RAM thành 11. Máy đẹp 99. Năm triệu rưỡi các bạn nhé. Ok các bạn nhé, máy đẹp 99. Samsung
Samsung Note 10 Lite. Con này thì có một em ấy mới xem YouTube của mình, em mang đến đây nhá, bán cho mình, mình mua đây. Note 10 Lite RAM 8 ở nhớ 128 nhá. Con này chỉ có giá là 4,5 triệu thôi. 4,5 triệu nhá. Samsung Note 10 Lite 4,5 triệu, màn hình đẹp, không ám ố. Đấy. Con này thì nó bị ở cái cam này. Cam này các bạn để ý này. Cam này nó bị bạc, bạc cái viền cam rồi đấy nhá. Đấy. Bình thường cái camera nó sẽ đen, đen thiểu đen tuyền luôn. Nhưng đây bị bạc. Đây. Đây nó bị bạc nhỉ. Đấy, mình zoom gần cho mọi người xem cho rõ này. Mình zoom gần nó hiệu ứng ánh sáng nó hơi nhấp nháy nhá. Đấy, tắt nó đi cho khỏi nháy. Đấy, bạn nhìn chưa? Đấy. Đấy. Note 10 này nhá. Samsung Note 10 Lite 4,5 triệu, nhưng mà chụp ảnh vẫn nét bình thường, chụp ảnh vẫn cực nét luôn nhá. Đấy, cam 2 này, cam 5 này, đấy, tất cả đều vẫn nét bình thường nhá. 4,5 triệu thôi, à, Note 10 Lite. Một con A, mình zoom vào nó bị chói. Một con Zmi Zmi XT RAM 8 bộ nhớ 128 giá 3 triệu máy đẹp nhá. 3 triệu. Oppo A5 1,7 triệu RAM 3 bộ nhớ 32. Oppo A5 nhá, 1,7 triệu. Zmi K30 5G RAM 664 4 triệu, còn RAM 6 bộ nhớ 128 là 4,2 triệu nhá. Redmi K30 5G máy đẹp 99. Oppo F9, Oppo F9 2,5 triệu nhá. RAM 6 bộ nhớ 128 2,5 triệu, Oppo F9. Bản RAM 6 bộ nhớ 128 nhá. Redmi Note 7 hình thức phẩy nhá. Hình thức phẩy 1,9 triệu rồi, RAM 3 và nhớ 32. 1,9 triệu. Nói chung con này hình thức phẩy nhá. Vivo Y30 RAM 6 và nhớ 128. 3 triệu nhá. 3 triệu. Y30. Samsung A02. Samsung A02. A02. RAM 3 và nhớ 32. 2,2 triệu các bạn nhé. 2,2 triệu. Mi 5 Plus RAM 464,9 triệu, còn RAM 332 là triệu 7 nhé. Oppo A3s, Oppo A3s RAM 2 bởi nhớ 16. Máy zin thì rất đẹp, 1,6 triệu nhé. 1,6 triệu. Oppo A3s 1,6 triệu. Holo 8X RAM 464 2,1 triệu nhé. Samsung A70 RAM 6 bộ nhớ 128 nhé, 3 triệu. Con này mình dán lại cái lắp lưng rồi nó bị bung nhá. 3 triệu. Mi Note 5 RAM 3 bộ nhớ 32 là 1,8 triệu, RAM 464 là 2 triệu nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ giới thiệu dòng iPhone 11 Pro Mami pin 58%, máy bao zin 11,2 triệu nhá. 11,2 triệu 11 Pro nhá, 64GB Mami 11,2 triệu. Tiếp theo con 11 Pro này là 64GB, pin 100%, tức là pin thay rồi nhá.
pin thay rồi, 10.700.000 một pro. Hình thức đẹp nhá. Một cái XR64GB pin 92%. Máy đẹp 99. Con này là 6.900.000 nhá. 6.900.000. Mình có hai cây iPhone X 256GB mà bán mất cây cả. X256GB nhá, 6.700.000. Pin 84%, 256GB mã Mỹ nhá, 6.700.000. Còn con này của mình là 6.000.000. Pin 86%, 64GB mã Mỹ, 6.000.000. XS mình có hai con này, một con 6.800.000 và một con 6.700.000 nhá. Đấy, con 6.800.000 là bản VN, máy đẹp 99. Nhưng mà pin chỉ có 79% thôi, nhưng mà đẹp lắm các bạn nhá. Con này bản VN bao zin. Còn con này là pin 80, 6.700.000 nhá. Thôi con này mình để cho mọi người 6.500.000 thôi. 6.500.000 nhá. Sắp lấy ra lấy cho một cái bút. Này 6.500.000 nhá. Còn con này của mình pin 100%, tức là pin đã thay rồi, thì mình sẽ để cho mọi người con này với giá là 6.900.000. 6.900.000 nhá. Chúng ý ghét giờ thì thay hết rồi, 6.900.000. Nhân viên không biết báo giá cũ thì mong các bạn thông cảm nhé, phải cứ giảm giá rồi. Đấy. X-Max thì mình còn đây. X-Max đây. Màu đen và màu trắng thôi. Giá 64GB dao động 8.500.000, còn 256GB giá dao động 9.500.000 nhá. 64GB dao động 8.500.000, 256GB dao động 9.500.000 nhá. Đây X-Max. Còn con này của mình thanh lý cho mọi người lứt một tí kính lưng này, 8.000.000. 64GB pin 88%, 6.000.000 nhá. Pin 6.000.000. À 8.000.000. 11 Pro Max mã Mỹ pin 88, 14.000.000 nhá, 64GB. 14.000.000. Máy bao zin nhá. Con này 14.700.000. 256GB mã Mỹ pin 86 nhá. Bao zin nha mọi người. 14.700.000. Con này là 12.000.000 nhá. XN Max. À xin lỗi các bạn, 11 Pro Max 12.000.000. 64GB. Con này là máy lock được phân nhân quốc tế nhá. 12.000.000, hình thức đẹp, pin 87 nhá. 12.000.000 thôi, rất là rẻ. 11 Pro Max 14.000.000, 64GB mã Mỹ nhá. Máy bao zin. Chúng con nào bị sửa chữa gì là mình sẽ báo nhá. Ai xem bên mình lâu các bạn biết rồi. Con này là 14.500.000, 64GB mã Mỹ, pin 88 nhá. 14.500.000. 11 Pro Max. Con này cũng 14.500.000, pin 90 nhá. 11 Pro Max. Tiếp theo là con 12 Pro. Con này là con 12 Pro này. Một 128GB bản KH, pin còn nguyên 100% nhá. Đấy, hình thức đẹp 99. Con này thì có giá là 18.500.000 nhá. 18.500.000. 12 Pro 128GB, pin nguyên 100% nhá. Còn con này là 12 Pro bản Việt Nam, pin nguyên 100%, còn bảo hành 11 tháng nhá. Còn bảo hành 11 tháng. Còn bảo hành 11 tháng nhá. Mới sạc 20 lần. Máy đẹp 99. Con này có giá là 19.300.000 nhá. 12 Pro Max. 12 Pro Max nhá. 12 Pro Max. Pin 88%, máy bao zin. Hình thức thì con này có phải tí. Con là 98% nhá, bản KH. 20.500.000 nhá. 12 Pro Max 256GB, 20.500.000. Con 12 Pro Max này của mình 256GB, pin 95% mã Mỹ, 23.500.000 nhé. 23.500.000, 12 Pro Max mã Mỹ.
Bi 95% nhá. Tiếp theo là 11. Xuống giá trầm trọng các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay mình bán được mấy cây 11 nhá. 11 118 ghi 10 triệu 100. 108 ghi 10 triệu 100 pin 89% máy bao zin nhá. 11 con này 8 triệu 164 ghi. 8 triệu 164 ghi. Máy lốc được phích lên quốc tế nhá. 64 ghi. Máy lốc được phích lên quốc tế. Tiếp theo là con 11 64 ghi 9 triệu 2 mã Mỹ pin 86 nhá. 9 triệu 2. Mã Mỹ pin 86 9 triệu 2. Con này bản Việt Nam 64 ghi pin 89. Máy đẹp bản Việt Nam nhá. Con này bản VN đấy, bản đắt. Đấy, 9 triệu 7 nhá. Con này 9 triệu 7. Tiếp theo con này là 9 triệu 3 Ma Mỹ pin 87 nhá. 64 ghi 9 triệu 3 nhá. Đấy. Máy bao zin. Tiếp theo là con 11 64 ghi 8 triệu 9 nhá. Máy bao zin, con này có 8 triệu 9 thôi. Quốc tế. Con nào lốc thì mình sẽ bán nó lốc nhá. Và con này của mình là 9 triệu 8 nhá. 64 ghi 9 triệu 8. Con này thì không, con này thì rẻ hơn các bạn nhá. Con này chắc chỉ rơi vào tầm 9 triệu rưỡi thôi. 9 triệu rưỡi thôi các bạn ạ. Nhá. Máy thì đẹp, người dùng dán rất là dữ nhá. 6S Plus, 6S Plus 16 GB, 2,5 triệu nhá. 6 Plus, đây con này 32 GB cũng 2,5 triệu, con này thức phải là 2,5 triệu này. Đó, 6S Plus, còn 6 Plus 16 GB 2 triệu, còn là 64 GB là 2,2 triệu thức phải nhá. 7 Plus 128 GB hình thức phải. 128 GB nhá. 4 triệu. Con này 4 triệu hình thức phải nhá. 7 Plus. Con này là 32 GB 3,5 triệu. Con này đã lên vỏ nhá. 8 Plus 5,8 triệu nhá. 8 Plus 5,8 triệu, 64 GB hình thức đẹp 98 nhá. 5,8 triệu. Còn 8 Plus này của mình thì lúc rôm lướt thì mình bán có 4,8 triệu thôi. 4,8 triệu lúc rôm lướt này. Đấy, 64 GB. Mình sẽ dán cho mọi người một cái vào đây này, sẽ không nhìn thấy nhá. Còn con 8 Plus này là 206 GB, 6,5 triệu nhá. Ma Mỹ 6,5 triệu. Còn đây 7 Plus đây, giá dao động 3,5 triệu cho đến 4,5 triệu thôi nhá. 7 Plus. Bảy nhỏ 32 GB hàng đẹp 2,7 triệu, hàng phải 2,5 triệu nhá. 6S 16 GB 1,8 triệu nhá. 6G 16 GB 1,6 triệu nhá. Và đây là mình có một số máy thanh lý cho mọi người. Đấy. Đầu tiên là thanh lý cho mọi người con 11 nhá. Pin con này ấy 83%. Em lấy cho anh cái giấy dán giá vào đây em ơi. Pin 83% này. Con này thì hỏng Face ID. Đấy, hỏng Face ID nhá. Để cho mọi người con này vaccine có để lại cho mọi người. Hỏng Face ID, con này thanh lý cho mọi người giá 7,3 triệu. Hỏng Face nhá. 7,3 triệu. Con này tức 98 nhá, có phẩy nhẹ. Màn zin. Chung là con này rất là rẻ, 7,3 triệu thôi nhá. TXN Max 6,5 triệu màn linh kiện nhá, 64 GB, màn linh kiện 6,5 triệu. Vivo Y30 2,5 triệu. RAM 6 bộ nhớ 128. Mặt kính trước có lướt một chút xíu rồi nhá. 6 Plus hỏng vân tay 1,3 triệu, bỏ xấu nhá. 6S Plus, con này là 6S Plus
kính và bị chảy mực trên góc này. Vỡ kính 6S Plus 32 ghi bản Việt Nam luôn. Thanh lý cho mọi người con này rất là rẻ nhá. Thanh lý cho mọi người con này bình thường thì con này sẽ có giá tầm khoảng 2,7 triệu, 2,8 triệu. Thì thanh lý con này cho mọi người 1,7 triệu thôi nhá. Còn con tay nguyên nhá, 1,7 triệu. Samsung A50S nhé, A50S này, con này RAM 464 nhé, con này vỏ xấu và tối ra này. Con này vỏ phẩy nhé, con này vỏ phẩy A50S RAM 464 2,6 triệu nhé. Note 9 bị nứt kính nhá. Này, nứt kính một chút xíu ở dưới góc này. Đấy, 4,5 triệu. Oppo A3S 1,2 triệu nhá. Đây ép lại kính rồi, 1,2 triệu nhá. Có thể 600.000 các bạn lắp sim nghe gọi bình thường nhá, 600.000. Màn hình vỡ kính ngoài đấy mà trong vẫn đẹp nhá. Con này con gì đấy? Đây giờ cho. Đây. Vỡ kính ngoài à? Vỡ kính ngoài thôi. Con này tên là gì? Mẹ xui gì đó. XS Max 7 triệu 256GB nhá. Màn sọc 256GB 7 triệu. Con này là cái tuổi đéo nhỉ? Đấy, mẹ xui đấy. Cái tuổi nó cũng bình thường. Kính ngoài à? Vâng. XS Max thay kính lưng nhá, 8,1 triệu. Anh ừ. Kính ngoài cho nó vỡ trong đâu. Chả liên quan gì cả. Con này là con Z3 Pro hay sao nhỉ? Màn già rồi. Con này thanh lý cho mọi người 700.000 nhá. 700.000. Ok đấy, thì mọi người xem con nào mọi người chủ động liên hệ bên mình đặt hàng nhá. Ok, thank you mọi người đã xem video, đừng quên bấm đăng ký kênh của mình các bạn nhé.